Thực ra là lúc đó em có 13 tuổi thôi, chắc là sợ đi tù. Hình như là cô này lúc đấy là cô cũng bắt được sóng của mình, là mình chuẩn bị mình tiến tới hay sao ấy. Hay cô ấy lại cho mình leo cây. Là cô ấy thân thiết hơn với một anh chàng khác. Có ta mà may lần thứ ba là dính ấy. Kể chuyện lần thứ ba thôi. Nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối tối, xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả các vị khán giả ở đây, cũng như các khán giả đang xem truyền hình. Thì mình tên là Jay Quân, thì nghệ danh là Jay Quân ạ. Còn tên thật là Nguyễn Trọng Quân. Và đây là bà xã. Quân ơi, năm nay Quân bao nhiêu tuổi và công việc của Quân đó là gì? Năm nay em 28 tuổi. Công việc của em thì là người mẫu. Và bên cạnh đó thì em đang phát triển con đường nghệ thuật và ca hát, là ca hát và diễn viên ạ. Có nghĩa làm trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí đúng không? Mà em... Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Trúng Huyền Thanh và năm nay em 20 tuổi và em đang làm người mẫu tự do. Ủa, các em là quê ở đâu? Dạ, ở Hải Phòng ạ. Ủa, nhưng mà hiện tại thì các em sinh sống ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bây giờ kể cho chương trình được biết là cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào? Cái lần đầu tiên mà em gặp Thanh ở lúc đấy là em 20 tuổi mới ra trường. Khi đó thì em là cũng là ngày đầu tiên em tham gia vào cái câu lạc bộ người mẫu ở Hải Phòng. Thì cũng gặp rất là nhiều những cô em gái trong đó rất là xinh. Nổi bật trong đó thì có mình để ý cô em gái mình là Thanh thì rất là ngoan, rất là cao, rất là xinh. Và lúc đó mới 13 tuổi thôi nhưng mà thực sự nhìn rất là lớn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cả cái câu lạc bộ đó thì chỉ có một mình Thanh là có mẹ kèm cặp, như là có nhiều giám sát 24/24, con tầm mẹ đứng nhìn chăm chăm vậy này. Thôi thì lúc đấy thì coi như là em gái mưa thôi, em trai anh trai mưa vậy đó. Mình chỉ quan tâm thôi chứ mình không có tiến tới hay là mình không có dám gần gũi. Thế còn em thì sao? Em gặp thực này ra thì... là lúc đó em có 13 tuổi thôi, chắc là sợ đi tù. Lúc đó em có để ý gì đến anh này không? Dạ, lúc đó thì em thấy anh này thì cũng cao, to, đẹp trai thôi. Thì cứ nghĩ là không có nghĩ gì sâu xa. Nói tóm lại là các bạn đã để ý nhau trong lần đầu gặp nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Và đến bao lâu thì mới tiến xa chút xíu? Có rất là nhiều những cái giai đoạn mà có như phải nói là em đã gặp rất là nhiều khó khăn. Sau đó thì em vào Sài Gòn lập nghiệp. Có nghĩa là các bạn bẵn đi một thời gian, không gặp nhau. Thế rồi làm sao mà giữ được cái liên lạc với nhau? Một năm thì em sẽ về Hải Phòng khoảng 1-2 lần. Hai anh em vẫn gặp gỡ nhau, cũng sẽ vẫn hỏi thăm. Nhưng mà lúc đó là... Em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Năm đó khoảng 17 tuổi. 17 tuổi, đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó là cũng có người yêu, lúc đó cũng biết yêu rồi. Có bị mẹ kèm cặp nữa không? Dạ, cũng có. Trước khi về Hải Phòng em có nhắn tin trước cho Thanh. Tại vì em thấy là trên Facebook là Thanh có bạn trai. Xong rồi cái thời gian đấy, đúng lúc là thời gian đấy là Thanh lại chia tay cái người bạn trai đấy. Đó. Thì em thấy là đợt này mình cũng về, chắc cơ hội này mình nhân tiện mình thử gặp gỡ, mình thử làm tiến tới, mình thử hẹn hò xem như thế nào. Thì đến lúc mà em về tới Hải Phòng, em nhấc máy điện thoại em gọi thì biến mất tích luôn. Không dám nghe máy, không dám trả lời gì luôn. Là Thanh cho leo cây. Là em chạy mất dép luôn. Sao vậy? Tại vì thực sự là ngày đó em rất là ngại và rất là sợ khi mà tiếp xúc với người con trai lớn tuổi hơn em. Sau đó khoảng nửa năm. Nửa năm nữa. Thì hai người lại gặp nhau ở trong một cái show diễn ở Đà Nẵng. Lúc này là Thanh vừa mới tròn 18 tuổi. Thấy cô ấy càng càng xinh, không biết là giờ có người bạn trai chưa mà cũng có hỏi thăm. Khi mà sau buổi diễn bắt đầu đi có một bữa tiệc nhỏ nhỏ cùng với anh chị nghệ sĩ. Thì bắt đầu em nảy ra ý định là kết nối lại xem có được hay không. Hình như là cô này lúc đấy là cô cũng bắt được sóng của mình, là mình chuẩn bị mình tiến tới hay sao ấy. Hay cô ấy lại cho mình leo cây. Là cô ấy thân thiết hơn với một anh chàng khác. Tại vì cái ngày đó thì em nghĩ anh này chắc cũng không có man đâu. Nghĩ là... Cái hẻo lão quá hả? Xong rồi trang điểm, make up á. Xong rồi cái hôm đó thấy cứ vừa hát vừa nhìn, hát mấy câu mà kiểu tình tứ. Xong rồi cứ nhìn em á. Là em nghĩ tôi chết không được. Rồi đến bao lâu thì các em mới chính thức hẹn hò nha? Khoảng cũng tầng nửa năm sau. Nhất có tam đó. Nhất có tam mà may lần thứ ba là dính. Dính không? Đâu kể chuyện lần thứ ba thôi. Cái lần thứ ba thì... đó là hôm đó là tụi em dự một cái sinh nhật của một người bạn. Thì hôm đó thì em cũng vừa mới qua 18 tuổi. Thì em uống rượu được rồi thì cũng có chút men trong người. Thế cái hôm đó thì nhìn anh này đẹp trai quá. Ngồi ở giữa tụi em thì có một cái anh bạn chung của hai người á. Thì em mới bảo anh là anh đi ra chỗ khác ngồi đi cho tụi em ngồi cạnh nhau. chủ động là em chủ động. Xong rồi thì bắt đầu hai đứa ngồi cạnh nhau thì cũng nắm tay.
Nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối tối, xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Bạn này là gọi là lớn rồi, còn bạn này mới có 18 thôi. Rồi. Cho nên chủ động là đúng rồi, bạn này bắt buộc phải sàm sỡ thôi. Người ta mở cửa cho mình mà. Nhưng mà có được không? Nhưng mà ai không có làm... Không được gì. Nhưng mà nè, cái bữa đó ngoài nắm tay ra có làm gì nữa không? Môi. Ngay ngày hôm sau luôn là em sẽ nhắn tin, em nhắn tin luôn là bây giờ là bạn gái anh nhé. Xong rồi mình hẹn hò các thứ. Và anh ấy cũng là người đầu tiên mà được mẹ em đồng ý cho yêu luôn. Từ đó là hai bạn là yêu nhau rồi, cho đến khi lấy nhau là không có biến cố gì xảy ra đúng không? Khi mà yêu nhau và có cái lòng tin nhất định rồi thì Thanh nghĩ rất nhiều về cái việc mà hai đứa sẽ về chung một nhà. Thì chỉ đợi một cái cớ gì đó thôi. Và cái Thanh cớ đó là cái gì? Là đó, có đó. Em bé ạ. Khi mà tụi em quen nhau được 6 tháng thì bắt đầu đã có cái ý định đó nảy sinh trong đầu. Và mới 6 tháng yêu mà đã quyết định đi xăm tên của hai đứa vào trên cái ngón tay mà đeo nhẫn cưới ạ. Nhưng mà cái lúc mà em có em bé thì là em có để cho mẹ biết không? Có nói cho mẹ biết không? Ôi sợ lắm ạ. Run lắm ạ. Không dám, hai vợ chồng cứ bắt đầu là nghĩ cách chứ từ giờ phải làm sao, nói như thế nào để cho mẹ nguôi, để nói như thế nào để cho mẹ đồng ý. Thì bắt đầu quyết định là em về Hải Phòng trước. Là bắt đầu là hai mẹ con lên phòng thủ thỉ với nhau. Lúc mẹ nghe thì sẽ thái độ mẹ sao? Mới đầu thì mẹ em không cho cưới, mẹ em kêu cứ đẻ đi tao nuôi. Xong rồi là một thời gian thì bắt đầu là em nhờ đến bố. Khi mà bố nghe tin em có em bé, bố đồng ý cưới luôn. Cho nên là nhờ bố đúng không? Bây giờ là tụi em, cuộc sống của tụi em bây giờ là coi như suôn sẻ, coi như là hạnh phúc đúng không? Hai bạn là rất là đẹp đôi đúng không? Vậy thì ở với nhau có tật xấu lò rao. Nhưng mà trước khi mà kể tật xấu thì em muốn biết là cái thời lượng chương trình bao nhiêu phút ạ? Trời ơi. Đến lúc để mà chúng ta giật mặt nhau đó. Và đây là phần khán giả khoái nhất đúng không? Bây giờ mời Thanh. Dạ thì hầu như những cái tật xấu của chồng em thì đều liên quan đến em hết. Ủa, lý do là... Tại vì mới đầu á thì chồng em nói chung là kiểu cũng kiểu thanh lịch ấy, công dung ngôn hạnh. Nhưng mà khi mà bắt đầu quen em á thì bắt đầu lầy hơn. Dạ lầy hơn. Em ở nhà là ai cũng xì hơi hết. Nhưng mà em thì không muốn kiềm, tại vì là những cái đó thì khi mà mình ở bên cạnh người mình quá là thân thiết rồi thì mình tại sao mình phải giữ kẽ. Và em năn nỉ anh này trước là anh xì hơi đi để năn nỉ tức là xui á. Rồi em có nghe lời xúi dục của vợ không? Em không, tại vì bên nhà em truyền thống gia đình là không có cái việc xì hơi trong gia đình. Em đưa ra cái con số là ai xì hơi trước sẽ được 500 ngàn. Thế ai cái là người xì trước. Nhưng mà em vì 500 ngàn mà em đánh mất chính mình. Chính xác. Nhưng mà cuối cùng em đâu nhận được 500 ngàn đó đâu. Cuối cùng là vợ chỉ đưa ra cái cớ thôi để mình giải thoát cho cái niềm đam mê của cô ấy thôi. Nhưng mà em cũng cảm ơn cái việc đó, tại vì tuy nhiên sau cái lần mà vợ cũng giải phóng cho mình thì mình cũng cảm thấy là tại sao mình không làm cái việc này từ xưa đến giờ, mình bị bí bách bao nhiêu năm nay. Em bị bí bách. Anh mắc cười nhất là cái vụ mà bí bách bao nhiêu năm đó. Mà bây giờ nhờ vợ em mà khai thông rồi đúng không? Đúng rồi. Em phải biết ơn vợ. Nhưng mà em thấy đó là một cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời em. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì từ cái ngày đó trở đi là trời ơi, một ngày không biết bao nhiêu lần. Là em bây giờ trở thành nạn nhân đúng không? Chủ mưu rồi, bây giờ em thành nạn nhân rồi. Bây giờ tiếp đi, còn cái tật gì nữa nè? Xong rồi hay ăn tỏi ạ. Ăn tỏi mà đi nằm ngủ xong rồi cứ thi thẳng hà hơi vào mặt xong rồi còn ợ. Thật sự lúc đó em chỉ muốn độ thổ. Còn gì nữa không? Dạ chắc là hết rồi sao? Nếu mà hết thì bây giờ tới ảnh đó nha. Rồi tới em đó chứ. Chắc em cũng xin thời lượng. Hồi nãy em hỏi mà. Xin thêm thời lượng. Có cái câu chuyện này, câu chuyện đầu tiên. Chứ mà vợ em rất là vô tư. Vợ với mẹ với cả chị, với cả em gái trong gia đình thì rất là thoải mái với nhau. Thì có một hôm mà mẹ em gội đầu xong thì mẹ em cuốn cái khăn lên đầu này, ra ngồi cạnh con gái, con dâu. Lúc em không có nhà thì con dâu chỉ nhìn này thôi. Xong rồi nói mẹ là: mẹ ơi, sao mẹ nhìn mẹ giống phù thủy đấy. Và mẹ chỉ bảo là: đấy, xem lại vợ ông đi. Đã ông lấy vợ rồi, giờ nó ngồi nó bảo mẹ giống phù thủy. Thế em bảo chết rồi,
Thế em bà mới hỏi tại sao bảo mẹ giống phù thủy, mẹ làm gì? Thế em bắt đầu mới nói là thực ra là không phải là giống phù thủy. Tại vì xem cái phim mà Tiên Hắc Ám á, thì có cái cô Angelina Jolie á, là cô có cái quả ma cao. Mẹ em cũng gọi ma cao, xong cô quấn cái đầu đen đen này này. Dạ, tại vì thực ra là lúc đó em không có nhớ cái tên phim nó là gì. Thế xong thấy hai cái mắt mẹ xích xích lên như này, xong rồi nhìn đeo đội rồi kêu nhìn mẹ giống phù thủy, nhưng mà nói xong câu đó bị hớ đúng không? Bị hớ. Rồi, còn gì nữa? Vậy em ngủ nướng rất là nhiều. Từ cái thời là con gái ngủ dậy là lúc bình minh là 11, 12 giờ trưa không à. Đẻ con xong rồi thì vẫn như thế, vẫn về nhà chồng vẫn ngủ đến 11, 12 giờ. Dạ. Rồi có cái tật xấu gì mà nó nặng hơn nữa không? Hậu đậu. Đề da nội trợ tốt không? Thế là làm cái gì cũng hay bị đổ vỡ rồi này kia, nên là ít khi là để động tay vào việc nhà nhiều. Đổ vỡ mà hay đổ thừa không? Đúng rồi, đó, đổ vỡ mà hay đổ thừa. Mà đổ thừa một cái lý do mà mình nghe xong thì mình cũng chỉ biết là ngậm ngùi thôi. Tại vì nói là mỗi lần mà check em cáu quá, tại vì thấy rơi đồ hoài à. Động một cái gì cũng rơi, động một cái gì cũng rơi, xong rồi động cái gì cũng hư. Thế mà sao suốt ngày hư thế? Thế bà vợ quay ra nói thì tại vì tôi đẻ xong rồi, đẻ con xong rồi bị như thế. Chứ ai biết đâu. Quá hợp lý. Rồi giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Không đến nỗi là em muốn vợ thay đổi cái gì của nó quá nhiều, mà sao thì vợ cứ vẫn cứ là chính bản thân mình. Nói chung về cơ bản thì chồng không muốn vợ thay đổi gì cả. Chỉ cần tích cực hơn trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống thôi thì mình sẽ hạnh phúc. Thế còn Thanh? Thực sự là em cũng không muốn chồng thay đổi điều gì. Bình thường thì chồng cũng hay nói nhiều lắm, nhưng mà thực ra là nói nhiều thì là mới quan tâm đến mình, nhưng mà không nói thì mới thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái tụi em cái công việc là Thanh đã bắt đầu trở lại công việc nghệ thuật của mình chưa? Hay là rồi ạ. Em bé được mấy tháng? Dạ, em bé hiện tại là được hơn 4 tháng. Một tháng rưỡi. Mới có hơn 4 tháng thôi mà phọt phiết là coi như là hoàn chỉnh, coi như là gần như là như cũ rồi nè. Dạ. Giỏi ghê không? Chị thấy á, là bây giờ nhìn tụi em á, chị thấy cái đường mà đường phía trước của tụi em rất là rộng. Tại vì hai bạn á, đều có một cái ngoại hình rất là đẹp. Và ai cũng có một cái duyên dáng. Để chúc tụi em hạnh phúc và chúc tụi em sẽ thành đạt hơn nữa nha. Cảm ơn chị. Chào hai bạn. Hai bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ em ở An Giang, còn vợ em ở Bình Định. Dạ chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kinh doanh du lịch. Em tên là ông Huệ Phong, 26 tuổi, đang làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Hai em là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Tụi em là học chung trường đại học. Thì gặp nhau là do cả hai đều rất là thích mấy cái hoạt động tình nguyện. Ảnh để em trước. Và nhưng mà trong lúc đó em cũng có để ảnh nữa. Vậy là quen nhau lâu lắm rồi hả? Dạ, dạ quen nhau năm. Hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Thì em là người trực tiếp kèm cặp vợ em luôn. Trong thời gian đó hai vợ chồng đi chung nhau rất là nhiều. Vậy bao lâu mới tỏ tình? Chắc cũng khoảng là 3 đến 4 tháng sau á. Thì cái thời điểm là Tết á, thì mỗi đứa là về quê cũng thấy nhớ, nhắn tin liên tục à. Nên em mới quyết định là em nói, thì em nói là bây giờ em có đồng ý là mình tìm hiểu nhau nhiều hơn xíu. Vậy thôi đó hả? Chứ không, tức là cũng mày mại vậy thôi, chứ cũng có trực diện vô là làm bạn gái anh nghe hay là... Có chị, anh nói dạ nó trắng á. Thì em cũng nói luôn là thôi bây giờ em làm bạn gái anh đi. Vậy đi ha, chứ đừng có chịu. Là các bạn quen nhau? Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ, sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tức là trong suy nghĩ là người miền Tây thì họ không có cần kiệm được nhiều á. Lúc đó vợ em suy nghĩ nhiều quá, cái nghĩ thôi chắc không đến được với nhau đâu. Thành ra lúc đó vợ em mới nói thôi mình dừng, mình chỉ là anh em công việc thôi. Thì em không có đồng ý. Thì em nói thôi vào lại Sài Gòn đi rồi mình gặp nhau mình nói chuyện nhiều hơn. Qua Tết được hơn tuần á, là trở lại đi học á, là em tới nhà vợ em liền. Cái ngày mà vợ em vô lại Sài Gòn là em đi đón. Thì cái hôm đó là em chở vợ em vòng vòng hết Sài Gòn, em nói chuyện đủ thứ. Cái Huệ. Dạ. Là coi như chính thức yêu nhau. Dạ. Dạ. Rồi á, yêu như là yêu suông vậy luôn á. Rồi có chia tay lần nào không trong thời gian yêu nhau á? Dạ, dạ có một lần. 6 tháng sau. Thì năm đó là năm đi mùa hè xanh. Em thì đi mặt trận tỉnh ở Bình Thuận. Dạ, còn ảnh thì làm ở mặt trận thành phố. 18 ngày không liên lạc với nhau. Và chị em đã được đặt cách là được về lại để thi một cái môn. Chị đó có gặp anh này. Và chị anh này có chở thêm một cô nữa. Dạ. Tức là ảnh có say nắng một người. Dạ đúng, đó mới kể cho em. Rồi em thấy không ổn rồi. Ông hứa là lần em về ông sẽ chở em.
Nhưng mà cuối cùng cái lần đó không có chở, em phải đi xe buýt lặn lội mang theo đồ từ quận 3 đi về bến xe miền Đông. Rồi em đi mà em khóc từ Bình Thuận em khóc về tới. Nhưng mà cái tính em vậy đó, em không có chấp nhận được là ở một chồng người yêu của mình á quen một người khác mà không có đẹp hơn mình, không có tốt hơn mình. Xong cái tức quá mà em tìm mọi cách luôn để liên lạc với ông để níu kéo lại. Đó, đâu có dễ dàng buông. cái người đó là cùng quê với em luôn. Thuận tiện dạ. Quá mà. Thì thành ra là thời điểm đó em cũng suy nghĩ nhiều, nhưng mà do là hai vợ chồng cũng còn hoạt động, cũng còn gặp nhau á, thì em còn thương vợ em nhiều á, cho nên em cũng muốn thôi mình cứ tiếp tục thêm một thời gian coi như thế nào. Duyên số đó. Là quay trở lại. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi không có gì gọi là ngăn cản nữa. Dạ. Rồi hai đứa là có đi xa hơn chút xíu không trước khi cưới? Dạ cũng có. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần một năm. Sống thử. Dạ. Sống thử một năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. À. Sao mình tò mò. 4 năm rồi. Lấy. Vui không? Sống thử vui không? Dạ. Có vui có buồn. Vui có buồn có, mà em thì khóc nhiều. Cái thời điểm đó là cái thời điểm ảnh chưa có công việc, ảnh chưa có ổn định. Ảnh đang làm công ty mà lương tháng khoảng tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu thôi. Tiền nhà cũng là 2 triệu rưỡi rồi. Cộng thêm những cái chi phí khác phát sinh nữa. Ở chung mà ba mẹ ở nhà cũng suy nghĩ, em cũng lo lắng, em không biết tương lai hai đứa đi về đâu. Cũng cãi nhau nhiều. Nhưng dạ. mà trước khi sống thử là bạn này có cầu hôn em chưa? Qua được cái quãng thời đại học á, rồi ra đi làm á, thì hai đứa cũng xác định là sẽ cưới nhau, chỉ là khi nào thôi. Quyết định là sống chung á là do chị em lấy chồng. Ừ. Là thành ra có mình em à. Vợ em mới thấy thôi hai đứa để tiết kiệm chi phí này là thôi mình ở chung. Không lẽ ảnh chưa bao giờ ảnh cầu hôn em? Dạ có. Ảnh với anh trai em bạn có hạch gì đó em biết. Bưng vô một chậu hoa xong rồi ảnh rút ra một cái phong bì ở trong túi. Trời ơi, lúc đó em tưởng chắc phong bì 20 triệu hay gì nha. Xong cái ảnh quỳ xuống, ảnh bưng cái chậu hoa lên đưa cho em cái phong bì. Tờ cái phong bì đó là một cái tờ giấy là giống như là khai cái form mà để hai vợ chồng đăng ký kết hôn á. Em cứ lấy cái gì? Trời ơi, em hơi hụt hẫng một chút. Dạ. Cái đám cưới thì chắc chắn nó diễn ra là suôn sẻ rồi. Dạ. Nhưng cái thời gian mà đầu tiên sống thử á. Dạ. Cái chuyện mà đầu tiên hai đứa về chung nhà nhau á. Cái nào mà anh Bin bắt đầu chuẩn bị méo méo cái miệng á. Ý ý. Xong bắt đầu mắt gian gian á. Gian mà gian. Dạ. Là biết là hỏi tới cái gì đó. Hai đứa lần đầu tiên đi vượt quá chút xíu đó. Dạ. Nó như thế nào? Tò mò. Nó cũng lúng túng lắm anh. Tại em chưa có kinh nghiệm trong chuyện đó. Dạ. Vợ em cũng vậy. Thì hai đứa phải vài lần vậy mới quen được. Nhờ sự trợ giúp không? Thì nhờ sự trợ giúp qua phim ảnh thôi chứ có. Rồi, giờ vậy thì đến cái ngày đám cưới thì chắc có gì nữa, đâu có gì gọi là cái đêm động phòng đâu có gì đặc biệt phải không? Nằm sải lai hết anh. Cái đêm động phòng là ở dưới nhà anh trai em á, cũng không được làm gì luôn. Rồi tụi em cưới nhau như vậy là bao lâu rồi? Dạ cưới nhau là cũng hơn 6 tháng. Nhà với nhau là 1 năm. Tính ra tới giờ là 5 6 tháng đó. Vậy có tật xấu gì lòi ra không? Này cho vợ nói trước đi. Em nghĩ là chắc là ở đây đàn ông con trai nào cũng vậy thôi, ở dơ. Bừa bộn mà ở dơ một cách mà kinh khủng luôn, có thể mà 2 ngày không tắm mà không chấp nhận được. Cái mồ hôi trên người á mà nó ra mà đắt á. Do lại thành viên tròn tròn. Thuốc tẩy đó, do là thuốc tẩy đúng không? Trời ơi, dã man kinh khủng luôn. Mà em không tưởng tượng được luôn á. Là tự nhiên lâu lâu mắt cho em cục. Ở dơ, rồi còn gì? Cái nữa là hồi hộp lắm anh chị. Dạ, không bao giờ mà chuẩn bị trước cái gì hết. Rồi lúc nào cũng sáng ra đi là bắt đầu tìm, bắt đầu kiếm, bắt đầu hả tìm cái này, lục lọi cái kia, cái nọ. Chồng em rất là kiểu như là sao cũng được á. Mượn xe, cho mượn. Cái đó là dễ mượn tiền, giải, chứ không phải dễ chịu. Cho mượn. Mượn cái gì cũng cho mượn, không cần biết khi nào trả, không cần biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết đó, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao á. Đó nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Nhiều khi mượn cái cho luôn à. Lắm đó nha, đó. Hồi đó tôi cũng dễ dãi lắm. Mê game trùm luôn, anh chị tưởng tượng. Mà cái lúc mà quen ảnh á, làm lương tháng có 3-4 triệu gì đó, nhưng mà có thể sẵn sàng bỏ 1-2 triệu để mua thẻ game để chơi gì đó. Mua bảo bối. Dạ đó. Bây giờ cải thiện chưa? Bây giờ vẫn mê. Có nào tối mê game đến nỗi mà mê quên mê vợ? Có luôn. Vợ nằm một cục bên đó, chồng bên này vẫn chơi game. Em chờ anh chút xíu, anh đang lỡ trận. Có làm cho vợ buồn? Buồn thì em không buồn. Cái game đó thì em cũng có chơi nhưng mà em không có mê. Thôi nói gì đó. Vợ em là quyết định là chơi chung để kiểm soát. Đúng, em chơi để coi thử anh có chơi hay không. Rồi giờ tới em đó. Vợ em bị cái là lo nghĩ nhiều quá,
mà lo luôn phần của em. Với lại là bị cái là rất là hay cằn nhằn, cằn nhằn cậu nhau dữ dội lắm. Mình đang làm việc A là nhắc mình việc B, việc C. Mình đang làm tới việc B nhắc lại chuyện A, việc C. Dạng vậy, cứ nhắc liên tục vậy là mình rất là khó chịu. Cằn nhằn cái tần suất á là có thể là từ sáng tới chiều không? Liên hồi luôn, dạ. Liên hồi luôn? Liên hồi luôn. Có lúc nào mà cái tần suất á cảm thấy đuối hơi, kiệt sức mà ngưng lại cho em thở không? Không có luôn. Không có luôn. Năng lượng dồi dào. Bây giờ em hết rồi, em hết rồi mà anh cứ tốt. Hết rồi hả? Rồi biết gì nữa. Ví dụ như xưa 10 thì giờ là nhiêu? Dạ xưa 10 thì giờ là 9:30. Trời ơi, dạ. Trời ơi, có 50. Chị bị cái cảm giác rồi, chị biết mẹ chị á, la chị đó. Rồi la từ phòng khách chạy vô tới phòng ngủ, chui toilet, đứng ngoài cửa toilet rồi, nói hoài luôn. Suy diễn hay nghĩ trước 2-3 bước mà cái đó đâu có diễn ra đâu, mà cũng mình cứ tự buồn về cái chuyện mình tự nghĩ ra không à. Với ghen từ cái câu chuyện mà hồi 6 tháng đó, là trở về sau thì vợ em hay ghen lắm, giống như là bị săn chấn tâm lý luôn. Với lại cái có khi nào mà lên tận ổ lên tận công ty để mà thăm dò không? Tại vì cái ngành của em thì mấy bạn nữ trẻ trẻ nhiều lắm, nhất là cái thời điểm mà em mới chuyển qua làm bên đây á, là vợ em lên kiếm đồng minh liền để có gì là báo cho vợ em biết. Có mấy cái lần làm em quê lắm, tức là tại vì công việc của em bắt buộc là phải đi kẹp một nam một nữ để đi gặp khách hàng, và là vợ em lên tới chỗ em gặp khách hàng canh luôn nha, thấy được mặt em xong dặn mặt em cái xong chạy về. Dặn mặt sao đâu, kiểu như là tôi thấy ông rồi đó nha. Bây giờ là đỡ rồi, giờ là đỡ, giờ đỡ, là đỡ, đỡ chút 10 dạ. Hồi đó 10 giờ nhiêu? Tại giờ có đồng minh ở công ty em nhiều rồi, giờ radar đầy công ty là nhắn là vài bữa là thấy em xuất hiện trên công ty liền. Em nói cho anh cho em lên công ty anh chơi chút. Đó, là lên đi coi là biết thôi, là biết liền. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em bớt lo nghĩ giùm em xíu. Bớt nghĩ giùm á, phải không? Dạ, nghĩ giùm hết. Ngoài Bắc á, là ông Bầm kêu là cầm đèn chạy trước ô tô đó. Dạ. Với lại là bớt cầu nhau đi xíu. Có bớt ghen không? Có cần bớt ghen không? Dạ không sao, ghen tức là thương mình mới ghen chứ. Đó. Chấp nhận đúng không? Sao hết. Thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bớt hời hợt. Bớt hời hợt thì sẽ bớt cằn nhằn. Với lại là bớt ở dơ đi, lo cho vợ, lo cho gia đình nhiều hơn. Cái cầu tiến đúng không? Là bớt dễ dãi đó, bớt dễ dãi đi, đúng không? Khó khó lại chút xíu. Dạ. Tiếp tục khám phá nhau đi. Tận hưởng khám phá. Sẽ còn khám phá ra nhiều thứ tật xấu nữa. Và sau đó là sẽ tự gọi là gì đó? Tự chấp nhận. Không phải, tự góp ý, tự hoàn thiện đó để mà đón chờ em bé. Có định sinh em bé không nè? Dạ có. Định năm sau. Chừng nào nè? Dạ em tính năm sau. Vậy hả? Vậy anh Minh chúc đi kìa. Tôi xin chúc cho hai vợ chồng em sẽ luôn luôn thuận thảo, vui tươi, hạnh phúc, và đặc biệt trong năm sau sẽ đón chào một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình mình. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn hai đứa nha. Trời ơi, nam thần của màn ảnh Việt. Nam thần, em không tâm là cũng đẹp thiệt luôn á. Nam thần của màn ảnh Việt, trời ơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em luôn á. Dạ, chào anh, chào cô. Dạ, vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Xin tự giới thiệu mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc, lại con đang kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Bây giờ giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con cũng quen mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn á. Với con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi, giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc, lo cho cuộc sống, lo cho gia đình. Giống như nó là vậy thôi. Cái là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đó, cái lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không? Hay là con ngồi đối diện? Hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện để dễ. Nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con. Con chỉ nhìn chậm không? Xung canh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô này với mọi người biết đi. Cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á, thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa? Là diễn viên chưa? Thì lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen quen. Xong rồi con hỏi bạn con là hình như cái này anh này diễn viên hay gì á. Xong rồi con lên mạng sờ, đúng rồi anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ, là con cũng có ấn tượng đẹp liền. Đúng rồi, đúng không? Tại tự nhiên cái chỗ bắt sáng giống như rồi sáng chung cái chỗ đó. Rồi xong lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á, thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Cái tim hết con hồn. Nó có đập hơn
có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bị đê, tại con nhìn mấy con trai không mà. Đúng rồi. Tại vì bạn đó con trai nhiều, con nhìn mấy người bạn trai con không mà con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như là con uống, nhưng mà nhìn con canh hết, canh cái bàn tĩnh lặng con mới liếc lên cái xong quay lại. Thì bạn con mới tưởng con là BD, bạn con hỏi mà. À, sau cái bữa đám cưới thì bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái bữa đám cưới thì rồi. Là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi ấy, thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy rồi, cái này mình dựa vào duyên số. Nếu thực sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số thì tự nhiên vậy đó, con tìm được luôn. Mà lên Facebook là tìm được luôn đó. Con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con đó là che cái mặt. Che nửa mặt. Che hết cái mặt trừ cái điện thoại nè, mà con tìm ra được đó. Xong rồi cái nhắn cho vợ, con có nhắn cho vợ con như nè, khen vợ con dễ thương. Tôi chỉ nhắn vậy thôi, tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Tôi nói không thôi, tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc luôn. Con thấy là tự nhiên vô duyên. Lý do là sao làm vậy, trong khi em thích, em đã xác định. Tức là hiện cái hiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ là chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi, rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó, không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương vậy đó, là anh biết em vậy thôi, rồi xong cái giờ con lóc con luôn. Vậy đâu để Ngọc nói coi, lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Đúng rồi, thấy xàm xàm sao, thì những cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Chặn luôn, chặn rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không, hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng cứ... Đấy là không có quên, ngày nào con có hai, con nói thiệt con nha, là con có một cái nick để dùng để theo dõi những cái người con chặn á, xem như thế nào. À, chặn bằng nick kia mà. Theo dõi mà. Ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn, con chả nghĩ tới, nói chung lâu lâu thôi. Lúc có đi trên máy bay á, di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con, nè con nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con còn nhỏ, con nhìn cũng biết. Nếu mà thật sự là vợ của con á thì hãy cho tụi con tiến tới luôn, và hãy mở cho con một cái con đường sáng nhất, mà coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn, chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết. Hãy con về lại Sài Gòn thì vừa mới xuống sân bay rồi cô, thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Ẹp Facebook cũng nói ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ em đầu đó, nguyên buổi con về là buổi trưa, tới buổi tối á con mới nhắn lại cho vợ con. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi, sao lúc đó con lại ạch Facebook ảnh lại vậy? Tự nhiên con thấy con, tự nhiên con vô cái danh sách chặn của con á, tự nhiên mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn không, cái con kết bạn xong con lại hủy tiền trong vòng 24 tiếng là con nói là con sẽ giải quyết hết, thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Mới ngày đầu tiên thôi là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con, thì không vợ con đúng đó. Vợ con nó nói là có. Má thằng này khùng dữ. Đâu mà kể con, kể coi lúc đó em mới thấy Ngọc cứ bị sổ sàng quá không, trong khi nó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Đúng rồi, lúc đó con thấy là xong, má ơi mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con nhưng mà con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ. Lúc đó là em gia đình em á định là sẽ cho em sang nước ngoài á. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận cái không? Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau. Xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không? Vợ con không. Vợ con hỏi lại, con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó. Không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện. Nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy có nhiều cái khoảnh khắc không? Vừa trên máy bay xuống tự nhiên vô tình bạn này bật lại, kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền. Rồi nó bật xong rồi lại bị tiếp như vụ. Mà nó như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ con vừa mới ẹp con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi. Chứ không phải là ẹp để chờ con ẹp.
ẹt xong có đâu có mấy phút sau à là gỡ ra là con thấy rồi, con đã thấy rồi đúng, nhưng mà không có nói để con coi tới tối làm sao con không thấy. Lấy xong đến tối con mới gọi luôn đúng không? Thấy con thấy không ổn thôi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á, thì lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á, tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó, không con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi khi ba mẹ kêu á thích quen ai thì dẫn về đây, tại vì ba mẹ con trách con á, quen ai không bao giờ dẫn về, chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Trước khi đó con có nhớ hàng và anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, làm con, về nấu ăn đúng rồi con. Nấu ăn á con. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao? Chỉ là giao đãi thôi đó. Đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Gặp Thuận thì gặp anh Thuận thì ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Nên là mới chấp nhận. Có tin liền không? Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa không, có vợ? Không, không có nghi. Chỉ là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi không? Không hỏi luôn. Chỉ có điều hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á, tại con đã nói trong lòng con rồi. Con gặp đúng người là phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn chứ không có vòng vo gì hết. Hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không? Hay là bập cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, các mẹ cũng hết rồi. Nhỏ nó có bầu à? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu à? Nhỏ có bầu à? Mấy tháng rồi. Nói không có, tụi con chưa làm gì luôn ha, thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á, tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con, tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra á, là tự nhiên là con làm cho vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi, nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả, cho nên là con vợ của mình mà giữ mình không có nghĩ là giữ mà là vợ của mình mà không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á, mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi, vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được đó. Cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu, bạn bè con mời ăn nó gì lẹ có bầu vậy, tại vì bạn bè con biết coi con mà có bầu hay sao vậy, nó không đi cưới chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu. Cái khúc quen nhau mọi người còn không biết mà thì đừng có đi đám cưới. Nhưng mà Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Chứ thấy anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Anh Thuận đóng phim không? Cái chàng rể này ok con quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con ở gần nhà ba mẹ con luôn, là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó, chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn đó. Ý kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành, không có cái độ cái gian xảo á, từ cái nét dịu á, dạ đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ. Có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á, là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á, thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi, bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á, toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành, gào nếp gào tẻ, ba mẹ anh coi đúng gào nếp gào tẻ. Thì cái vai đó nó dễ thương đi. Rồi thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó,
như là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó, thường là hay bị ngộ nhận cái đó. Đấy, nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không, là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Dạ. Đúng không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình rồi đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Khó hơn chút xíu. Hả? Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11, 12 giờ lận á, mà nhà em khó lắm luôn á, giờ em mới dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ, là em buổi tối á là 11, 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa, nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào cũng gặp nhau khoảng 30 phút nói chuyện gì đó, nhiều khi mấy cái quán sinh tố kế bên nhà, cách mấy căn nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi, nên là 9 giờ là phải ngủ, rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em á. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm là 2 giờ. Trước 2 giờ là phải về nhà đó. Giống như là Juliet vậy đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá, quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn rồi, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn, kiểu từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là mà mình mới gặp vợ nữa, không biết hiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu cô? Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi ngồi chai ly vào đó luôn, cứ ra uống ly hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi qua mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu mới làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu. Trời ơi, ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh, mà người ta nói gọi là hai nửa phần trăng á là của nhau, là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction á là nó đúng như vậy luôn, nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á xong rồi đầy xuống, đúng không? Rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa tiên nữ xuống, đạp tiên nữ xuống đó, rồi cứu vớt đời nó đi. Đó là mấy chục năm trời, mấy chục năm trời mới được như vậy. Lúc mà con Dũng bị cưới á, con có chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lôi ra ngồi như nè, hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi gì đó uống cà phê cái bạn hút thuốc rất chảy đời. Xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa ra cái mình muốn lấy vợ luôn. Xong rồi bạn con mới nói với con á là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu mà chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Nhưng đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc. Còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Yeah. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á. Đó, mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa, đúng không con? Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời cái đó, Phật. Cái đó là con nói thiệt luôn á, con cứ linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà gắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là con ngồi con nói. Đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài. Đó. Đi ra đi con công nhận là ngắn thiệt không? Xuống một cái là gặp liền, đúng không? Là nhận được một cái tin liền, đúng không? Rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè. Cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn á. Dạ. Mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Yeah. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa cô mới chính xác là
Hôm 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi là coi như chính thức về ở chung với nhau. Đúng luôn á, giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 17 tuổi. 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách, khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về nó cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng con hoạt hình chung với vợ con. Vợ con là đúng đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy con hoạt hình. Tối dọn dẹp. Có Elsa hay có gì? Coi tùm lum hết cô. Tức là hoạt hình. Tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Dạ. Rồi bánh tráng trộn. Nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc hết, cháu cần ăn gì chú đi mua. Nhưng mà con nói với cô cái điều này không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha, nhưng mà có một cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á, đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi, con nói cái con coi coi nè, con nói ôi cái này anh thích quá rồi. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này. Sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì. Hiểu tâm lý em vậy luôn. Dạ. Đang sống với một bà tiên. Có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đó. Chỉ cần cái đây chỉ cần ước là ngày mai có. Không có ước mà ngồi gì nói á. Tại vì á con á là con về á, có nhiều người á tức là điện thoại đồ này kia á là phải để cá nhân riêng. Nhưng con nghĩ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ, ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là đó. Một cách tốt nhất để cho con ấy khỏi đỡ mất công. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vô giỏ hàng á, là vợ con thấy rồi mai vợ mua đem về cho con luôn. Nhưng mà rồi á con hỏi nè, ví dụ giờ á anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này cái nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con không biết sao chứ con cũng không có sợ, không có ghen. Lâu lâu mày con thấy mấy chị kia comment Facebook á thì con chọc vợ anh nè thôi chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại á thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói vậy, nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi à, mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt hay anh Thuận? Dạ, xong rồi con vô luôn giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô là con chú chứ. Bạn không, bạn mấy đứa luôn là mặc đồ y chang luôn kiểu. Áo thun rộng sọt rồi này kia. Kể cho em thấy hình ảnh em giống không? Nói, anh em giống nhau hết trời. Nói chung là con trẻ hóa giống như giờ con. Lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ sao rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình đó. Rồi cái chuyện kinh tế trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm. Tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó, chuyên chọc cho con không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày mà nhiều khi wow, em đừng chọc nữa, giống như để anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu kiểu. Vợ con có cái tính rất là hài hước, rất hay chọc ghẹo này kia trong nhà đó. Nhưng mà ra ngoài thì lại nhét. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt. Tức là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chết rồi, mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia. Giờ mình lấy vợ rồi, thôi mà mình cứ lấy đi. Mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định. Nhưng mà từ lúc cưới vợ tới
cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Vợ con sẽ là người quản lý. Quản lý hết luôn mà vợ con cái gì mà đưa vô trong cái sách á là gì, vợ con không thèm lấy ra. Tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ con đi làm gì về về tới cái gì vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô cái sắt là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Dạ. Từ lúc nó tuy là ít nhưng mà nó thêm thêm chứ nó không có bị vơi đi, và con nó không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu làm sao, vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư, là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây thì xong tụi con mới là ở chính thức trong căn nhà đó. Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Tự quản lý nhau, tự quán xuyến nhưng mà nó được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc mà, cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian của mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tối là tại vì nó bận liên tục mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là chậm. Nó u sầu lắm con, thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó có cởi mở. Ví dụ như nó quay à thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi góc liền đó. Rồi nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè. Khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không? Hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, kêu về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Thì anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông. Em muốn vô phòng anh, em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con không cho con vô. Đừng em đừng vô. Nhưng mà em năn nỉ mãi là mở phòng ra hết hồn. Quần áo dục lên tứ tung luôn. Là biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục góc, quần áo đi quen dục góc, giày dục góc tùm lum á. Con mới nói với vợ con là đừng có vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là viện cớ con bà gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em, anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Đúng rồi. Ông bừa bộn đó, bừa bộn mà ông muốn giấu. Giấu mà là chỉ có cái bừa bộn thôi hả, còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa? Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con, là con làm mà con không có kiểu vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó nó cũng sạch sẽ tương tất, đúng không? Này đâu đó đâu ra đó hết đó. Giờ hỏi tiếp là còn tật xấu nào nữa? Tật xấu là hay như là hay xì hơi ấy cô. Xì hơi không xì hơi nhưng mà nó kinh khủng. Con đã nói rồi, con đó là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con à, vợ con hay nháy với con lắm, giống như là hay chọc con đó thì con chọc lại, mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó là con ém. Tự dưng đắp nguyên cái mền con ém bắt đầu con hay ra bộ đắp mền là chính là hết. Vợ con tưởng gì rồi ôm rồi vô bước một phát giữ cái mền lại. Ghê. Cái đó là mình tốt tình chỉ có hai cái đó máy đạn đúng không, máy đạn á. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn đúng không? Còn nói vợ giỡn, mẹ ơi mẹ vợ ở ngoài bây giờ thích mua trái cây đầy đủ rồi trong đó có mít nữa, mà cứ con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết chứ con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con không biết mẹ có phát hiện ra đó. Con có muốn anh Thuận thay đổi cái gì không trong hai cái tập mà con vừa mới nêu ra? Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Thì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống đó thôi chứ không có gì. Cũng bình thường. Hôm nay tụi con cũng bung đống ra nè, chút nữa đi hai tụi con về bắt đầu xếp lại. Dạ,
hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không, nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi, giờ con thì phải mặc bộ đồ kia, mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích áo, thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con, mà con biết áo nó nằm đâu hết luôn á, con để vợ con để, nhưng mà để vợ con kiếm, vợ con bung hết tủ này tủ kia bung hết luôn, xong hết rồi xong cái em nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu nhưng mà tôi để cho cô bung chỉ giờ là chỉ là bây giờ ở một đó. Nhà bây giờ nó đang ngập nhà lầy thiệt, cái Thuận chưa từng thấy thì không bao giờ nghĩ là nó lầy vậy luôn á trời. Có tình yêu nó khác là chị ấy là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau gì đó, rồi hai đứa nít á đúng không. Sáng là ba mẹ tụi con á là tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại bỏ mối là xong là ba mẹ về, sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi rồi xong mới được tụi con dậy trễ, rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son nó nó thành giống đúng như là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa hai nhau đứa thôi, khoảng thời gian này là hạnh phúc rồi. Trong cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy thì con không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có cái khoảng có những cái khoảnh khắc dạ. và thời gian như thế này rồi. Vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi đúng không? Dạ. Vẫn có chứ. Bé theo Thuận là... bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là chiều con quá quá chiều. Vợ chiều. Con là con như giống như con nói ta chiều sao gọi là hiện giờ trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là sao món nó nằm trong nhà. Trời ơi hiểu mà đi mà sambo trong bụng. Tại vì á là nhiều khi nè coi hay gì thôi, nhìn thấy gì thôi, cái vợ giả bồ rủ đi ăn cái vợ em muốn đi vô đó gì đó, cái vợ nói nè nè mua cho anh nè, xong chơi chưa làm gì đó tiền của anh. Nó em có tiền em có quỹ hết anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý ghê. Coi như cái tật xấu là quá chăm sóc cho mình. Trời ơi nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao rồi còn cái gì nữa không? Rồi, muốn Ngọc thay đổi điều gì không? Đi mua ý là muốn mua cái gì cho con, nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món nó về con lỡ ăn no rồi cũng không ăn được, cái cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con nó ở nhà con ăn nhiều quá cái con mập. Mỗi lần ký đúng không? Mỗi lần con nãy mập giờ anh định nói rồi đó. Mỗi lần con mập thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình, cái con đi tập thể dục. Con mới nói với vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1 ký, tập xuống 1 ký là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện. Anh rể có anh rể. Anh đó anh rể con tên Hậu. Anh Hậu mặc size gì cỡ anh ông anh nói, thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả? Rồi quần lót anh Hậu mặc size gì? Con cũng ngây thơ. Xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời. Quần lót size gì bữa em nhớ anh mua size gì cũng nói sai. Bình thường á là con mặc cái quần đùi như nè. Cổ vô cũng ngại. Mua thì có nhớ ta lựa đi không, vô ngại chụp đài cái đem về mua chất quá. Mua cái quần hình tam giác. Không ngại quá tại vì vô đó toàn đàn ông mà tự nhiên con mong men vô lựa quần. Nhưng mà là đi mua cho con á nhưng mà không có nhớ, bắt đầu gọi con cho bồ hỏi. Đáng yêu kể là tranh cầu tới tháng sau á. Đúng rồi, cặp này dễ thương quá. Nhưng bây giờ nói tóm lại con chỉ muốn vợ con như thế này thôi, không thay đổi nữa. Con muốn vợ con với vợ con á, thật sự luôn cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này, không cần thay đổi gì hết, có con vẫn giữ cái mạch như vậy, tới khi nào chết luôn cũng được, không cần phải thay đổi, không cần phải lớn lên, không cần phải gì hết. Còn cuộc sống bên ngoài á là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia là mình đã trải qua nhiều là mình sẽ có cách hết, cỡ gì cũng có cách hết. Bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho ấy, nên là tụi con không có lo nhiều hết trơn. Rồi á là cứ để vậy, khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi. Dạ, không có kế hoạch gì đúng không? Tụi con là không có một cái kế hoạch gì. Kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì, anh có đồng ý hay không? Giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không? Vợ con rủ đi con đi ăn nhà hàng mà con quạo. Tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm mà vô đó không ăn không được. Đó, kiểu như
bây giờ mình phải tốt lại không nó kể tới tháng sau luôn. Chị em mình ngồi hoài luôn. Đúng, mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc. Tại vì sao với ông bạn này á, là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi. Cho nên là bạn cầu được ước thấy. Nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi. Yeah. Đó, okay. Cho nên là, đúng không? Em có muốn lời gì chúc cái người... Thật sự là em thấy là... Ngọc rất là Thuận là hai em quá dễ thương rồi. Và cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị. Cảm ơn. Đó, mong là anh chị cứ như thế này mãi. Yeah. Rồi sau này trời ơi có baby ha. Trời ơi giống mẹ cũng đẹp, giống ba cũng đẹp. Đã. Trời ơi tuyệt sắc. Con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp. Đúng không? Có được trong năm nay nữa. Con rất là mong là có em bé sớm để... Giống như tụi con, vợ con sinh sớm thì sau này vợ con sẽ có nhiều thời gian hơn với con. Chứ trễ quá vợ con sức khỏe nó sẽ không có tốt bằng bây giờ. Đúng rồi. Cầu được ước thấy. Nó là cầu được ước thấy. Rồi cảm ơn hai em. Đúng rồi. Hai người này sẽ có trong năm nay luôn. Rồi cảm ơn cô. Tụi con đang rất là mong, cả gia đình đang rất là mong vợ con có em bé. Sau đây nha, sau đây á, con chịu khó con điện thoại cho anh Vi một cái là coi như 100%. Điện thoại riêng nghe. Dạ. Rồi ok. Chút xíu mình sẽ gặp lại nhau.